YUTU-2 rover đang trên đà phát triển. Nó đã khám phá vùng phía xa của mặt trăng kể từ đầu năm 2019 trong khuôn khổ sứ mệnh tàu đổ bộ mặt trăng Chang'e-4 của Trung Quốc. Bây giờ nó đang đặt mắt vào một vật thể hình khối kỳ lạ mà nó phát hiện ở phía xa. Andrew Jones, một nhà báo phụ trách chương trình không gian của Trung Quốc cho Space News và space.com, đã nhấn mạnh một bản cập nhật máy bay mới trong một loạt các tweet hôm thứ Sáu. Biệt danh của vật thể hình khối có nghĩa là ngôi nhà bí ẩn. Nhóm thám hiểm đang lên kế hoạch lái xe qua và xem xét kỹ hơn đối tượng, cũng như khám phá hấp dẫn của YUTU-2 về chất giống như gel bên trong miệng núi lửa vào năm 2019. Đừng quá phấn khích đối với người ngoài hành tinh. Chất đó hóa ra là đá trông như thủy tinh. Và theo như tôi biết, Stanley Kubrick chưa bao giờ trồng một khối đá nguyên khối trên mặt trăng. Và những tác phẩm điêu khắc kim loại từng là cơn thịnh nộ trên trái đất đó đã không thực hiện được chuyến đi xuyên không gian. Góc nhìn của YUTU-2 về hình khối mờ và xa. Vì vậy bản chất thực của vật thể sẽ trở nên rõ ràng hơn khi người lái đến gần. Lời giải thích khả dĩ nhất là một tảng đá. Phần này của mặt trăng có nhiều vết rỗ với các hố va chạm. Có thể có khá nhiều mảnh vụn lớn. Nhiệm vụ Chang'e-4 đại diện cho chuyến thám hiểm bề mặt đầu tiên của vùng phía xa của mặt trăng. Công trình nghiên cứu của người thám hiểm đã giúp các nhà khoa học tìm hiểu về những gì đang xảy ra với địa chất dưới bề mặt mặt trăng. Đừng tìm đến mặt tối của mặt trăng của Pink Floyd để biết thông tin khoa học về mặt xa của mặt trăng. Máy bay thám hiểm của Trung Quốc chạy bằng năng lượng mặt trời. Vì vậy nó định kỳ đi vào chế độ ngủ đông khi trời tối và sau đó hoạt động trở lại khi mặt trời tắt trong miệng núi lửa Von Kamen. Theo China Daily, YUTU-2 đã bay qua mặt trăng 2.756 feet 840 mét. Sự kiện tiếp theo của nó sẽ làm sáng tỏ ngôi nhà bí ẩn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.